Ok, xin chào tất cả bạn, quay trở lại trong video mới. Và trong video này thì đúng như tôi đề, chúng ta sẽ cùng nhau so sánh về hai món CM, đó chính là CM5 Gear V1 và CM5 Gear V2. Thì trước khi ở phần video, mình sẽ nhắc lại một điều, đó là những con hàng như kiểu CM nó có rất nhiều tính năng. Và thậm chí ngay cả V1 trong nữa là mình đã từng làm review về FireRiver ấy. Thì cái phần video mình chỉ làm về phần V1 thôi, nó đã dài tới 30 phút rồi. Vậy nên là trong video này mình sẽ hạn chế nói về các tính năng, và mình cũng hạn chế so sánh tính năng hay các cách chơi, mà mình sẽ nhận xét nhiều hơn về phần ngoại hình, cùng với đó là một chút về tính năng. Nếu như bạn nào muốn xem kiểu là chi tiết hơn về các tính năng cũng như là những thứ, thì bạn nên xem qua từng các video review của mình, thì mình đã làm khá là kỹ rồi. Thì nếu bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì bạn có thể xem qua video đấy. Còn trong video này thì mình sẽ chỉ so sánh kiểu tổng khái chung chung thôi. Trước khi vào phần review các gear thì đây cũng là một phần trong bộ gear của nó, thì đây chính là thứ không thể thiếu, đó chính là quyển sách hướng dẫn sử dụng. Mình nghĩ chắc các bạn nhìn về độ mới thì các bạn đã đoán được đâu là quyển V1 và đâu là quyển V2 đúng không? Thì bên tay trái của mình đó chính là V1, còn bên tay phải chính là V2. Thì xét về mặt màu sắc các thứ thì như bạn thấy là quyển V2 có vẻ là mới hơn. Và tất nhiên rồi thì quyển này cũng đã được khoảng tầm từ 2016 rồi, nên nó cũng đã phải 6-7 năm rồi. Thế nên là trông khá là cũ và nó cũng bị ố phần màu đi. Còn quyển này thì nó cũng chưa. Về nội dung bên trong, tất nhiên là có sự thay đổi để nó tương thích với các phiên bản V1, V2. Nên mình sẽ chỉ xét qua phần ngoại hình. Thì ngoại hình có thể thấy là nó gần như y nguyên, bởi vì do là nó bám sát theo cái bản đặc cụ ở trong phim. Vì thế nên là chúng ta không thể đòi hỏi về việc là ngoại hình có phải thay đổi hơn. Nên chi tiết thì vẫn thế. Qua về mặt của V2 thì nó được làm mỏng hơn. Một phần nó vừa cắt giảm đi số lượng trang và ngôn ngữ, như nó cắt giảm ngôn ngữ tiếng Anh và ngôn tiếng tiếng Hàn. Vậy nên nó chỉ giữ lại ngôn ngữ tiếng Nhật thôi. Còn về việc tờ dưới cùng ở dưới này thì nó ngôn ngữ tiếng Trung, thì nó sẽ đi in riêng. Khác so với V1 thì V1 nó sẽ in tất cả trong một quyển. Vì thế nên là một quyển thì bạn cầm lên nó sẽ rất là dày, chứ không mỏng như là quyển V2. Ok, tạm thời sẽ lướt qua phần gear luôn. Ok, và đây chính là CM5 Phone V1 và V2. Thì như bạn thấy rõ ràng về phần ngoại hình thì nó không có sự khác biệt gì quá nhiều mấy, ngoài trừ việc là phần màu nhựa được thay đổi một chút. Còn về lại các chi tiết thì nó đều được bám y nguyên, tức là bê y nguyên gì luôn, nó hoàn toàn không hề có một sự khác nhau hay gì cả đây cả. Thì như bạn thấy là về phần chất lượng nhựa, theo mình thấy về các đường kẻ sinh lái thì thằng Bandai vẫn chưa làm được sắc nét, kể cả đây là V2 rồi nhưng mà nó vẫn chưa sắc nét, gần như nó xài y nguyên từng khuôn ấy. Cũng chính vì thế nên là tất nhiên là có một sự thay đổi, như chỗ này thì đã được bịt lại, đây thì phần V2 được bịt lại, còn đây V1 thì không. Tuy nhiên thì các phần đường sinh lái này vẫn khá lộ liễu, nên là mình vẫn và tất nhiên là các đường này nó kiểu nó vẫn khá cầu thả ấy, chứ nó chưa được nét hoàn toàn, vậy nên là mình cũng hơi chê một tí. Về phần màu sắc thì tất nhiên chúng ta không thể bàn cái để thêm, bởi vì là màu sắc của mình thì là V1 này của mình thì nó là cũ rồi, nó được mấy năm rồi, thế nên nó không thể nào đẹp mới như cái V2 được. Tuy nhiên một số bài review thì theo như mình thấy đó là màu sắc của V1 có vẻ được làm tối hơn, còn V2 được làm sáng màu hơn. Điều này cũng khá dễ hiểu thôi, bởi vì nếu bạn xem cái phần mixed memory của V1 thì như bạn có thấy là phần bên trong này nó hoàn toàn không hề có sơn, với đây hoàn toàn là miếng nhựa. Còn đến V2 thì nó có một sự thay đổi một chút, đó chính là bên trong này thì nó được tráng một lớp bạc. Mình không biết đây là một bạc gì, có thể là bright silver hoặc là silver. Hai mảng màu đa phần là 101 và 102 và 1001 của Gaia là chính, mình đoán là thế. Còn về các chi tiết như là phần memory đây thì bạn thấy nó vẫn được y nguyên, không thay đổi gì quá là nhiều. Về phần sticker thì theo mình thấy được làm in đẹp hơn và nét hơn, các chi tiết hơn, chứ nó không có mờ mờ như là bản V1. Đấy tất cả điều mình có thể nói. Về mặt đằng sau thì mình cũng không rõ lắm, mình không rõ là cái phần này nó là nhựa hay là gì, nhưng mà khi mình cầm thêm V2 ấy, thì mình có thể chắc chắn được đó là mặt đằng sau này nó là chi tiết nhựa, nên nó không phải die cast, vì không thể die cast nào mà nó lại có những đường vân nhựa kiểu này được. Thì như bạn đây các bạn có thể thấy chi tiết so sánh giữa hai. Theo cá nhân mình thấy thì mình thích cái phần V1 hơn, là nó có phần đường lime màu đen này, khá là, nói chung nó sẽ hợp tông màu hơn thay vì đây nó sử dụng một nhựa xám này. Mình không biết là đây nó thiết kế để làm giống phim hay như nào, nhưng theo mình thích thì mình cũng thích có một đường viền lime màu đen ở đây hơn.
đấy là do mình sao ở thích ở cái vòng 1. Ok, giờ đến phần phone. Về phần phone thì ngoại hình mình đã nói khá là kỹ rồi. Về nút bấm thì hệ thống nút bấm vẫn như vậy, nó không thay đổi gì cả. Khác ở chỗ đó là version 1 sau, như bạn thấy là nó sẽ có một cái màu tông màu nó khá là tối, và cái này là biểu thị cho trạng thái lúc khi mà phone nó đang sáng vừa đủ đèn hoặc nó đang hộp đèn thì bật đèn thì nó sẽ như này. Còn sang đến version 2 thì nó thay đổi một số chi tiết phần màu sắc, nó làm tông màu nó được sáng hơn hay nó khác, kiểu nó nhạt màu hơn ấy. Nó sẽ biểu thị cái trạng thái lúc khi phone đang ở trong bóng tối và nó đang bật đèn lên, thì bởi vì là cái phần mặt này nó không thể sáng đèn lên rồi nên là nó phải làm chi tiết để cản vậy. Nếu bạn hỏi mình là nó có sự thay đổi nhiều không ấy, thì câu trả lời nó vẫn sẽ có. Nếu bạn nhìn kỹ ở chi tiết hai phần này phía trên này thì bạn thấy là nó có sự thay đổi về size các thứ, thì version 1 nó làm to hơn còn version 2 được làm bé hơn. Lý do vì sao hệ thống phim hơn thì cái đấy mình không dám khẳng định được điều gì. Còn về phần nút bấm này thì màn hình này là nó có sự thay đổi khá là nhiều. Hiện tại mình đang có đây phiên bản DX, thì nếu bạn có thể so sánh thì về phiên bản phone thì mình sẽ nói về phần bàn phím ấy. Bàn phím của version 1 và version 2 nó hoàn toàn khác nhau. Lý do khác nhau ở đây thì một phần là phím bấm được enter được làm to hơn chứ nó không được bé hơn, chứ nó không bé như hồi CTM version 1. Và như bạn thấy phần này chiếc này được là làm thay đổi kích thước. Đồng thời thì các nút bấm thì version 1 bàn phím được làm to hơn, có lẽ là nó được sử dụng lại khuôn từ CDS nên là nó dùng như vậy. Có đến version 2 người ta tinh chỉnh lại, đó là nó được làm cho giống tỷ lệ của DX. Như bạn thấy luôn, đó là các nó có các đường viền, cùng với đó là nút bấm nó không quá to, nó chỉ là vừa đủ thôi. Và bạn thấy là tỷ lệ nó đã khá là tương đồng với nhau rồi. Chi tiết khác nhau nữa cuối cùng đó chính là ở phần các phần nút bấm này thì mình không rõ là nó là, ngày xưa mình tưởng đây là loa nhưng thực ra là không phải, đây là chỉ làm chi tiết thôi và nó cũng được thay đổi một chút. Còn tuy nhiên một điều mà nó vẫn không làm được giống phim đó chính là việc nút bấm ở vị trí này. Thì trong phim đúng chính xác ra là khi mà đạo cụ của bản CM như mình đã nói này là đạo cụ mà khi trong quá trình biến thị xong rồi thì hai phần vị trí này nó phải là màu bạc hay là màu trắng tùy bạn gọi, chứ nó không phải có hai màu là màu xanh và màu hồng. Còn đúng ra phiên bản DX ấy là vốn nó phải có hai màu là màu xanh màu hồng thì nó không có, loại để chỉ màu trắng. Thành ra việc là cả hai bên nó đang bị lẫn lộn nhau, thì đây là điểm mà CM Ver 2 nó vẫn chưa làm được đúng. Nên mình cũng rất hy vọng đó là Ver 3 nó sẽ cải thiện nhiều hơn. Về vị trí của loa thì bạn thấy là kích thước của phần lỗ loa được làm Ver 1 thì có vẻ nó hơi bị to và hơi lộ, còn Ver 2 được làm tinh chỉnh và tinh tế hơn. Thì mình sẽ xem qua luôn phiên bản CM thì bản DX thì bạn thấy là bản DX nó cũng có một sự tương đồng với nhau, đó là về tỷ lệ thứ. Tuy nhiên về việc vị trí các phần phím bấm lỗ thì nó vẫn lại bám theo của cái Ver 1. Điều bạn cần lưu ý cuối cùng đó chính là phần Ver 2 nó vẫn sử dụng lại cái bản lề của cái Ver 1. Vậy nên là nếu như cái Ver 1 là bạn nào từng chơi rồi thì cái Ver 1 bạn có thể và nó bị lỏng hoặc là nó có thể nó vẫn chưa bị lỏng. Thì cơ chế của cái phần chốt này nó là sẽ giống này, bạn thấy có một phần khe, phần chấu dài khoảng tầm 1mm vì nó sẽ là cái chấu nó chịu lực cho toàn bộ cả phone. Chưa kể việc là nó phải chịu thêm một chi tiết die cast đây nữa, vậy nên là nếu về lâu dài chắc chắn một điều nó sẽ bị mòn. Như hiện tại cái của mình đã được bị mòn rồi và mình cũng đã phải đem đi sửa, nhưng mà thực tế thì nó vẫn khá là fail. Nó chỉ gọi là nó bám được bằng độ ma sát thôi, chứ nó không còn kiểu là chắc chắn thế mới hồi đầu nữa. Thế nên bạn nào mà mua cái phần CM này thì mình thực sự là cũng chưa buồn, đó là nếu bạn gặp dây quả nhiều nó sẽ bị mòn. Chứ cuối cùng mình vẫn chưa nói đó là về cách mà gắn cái micro memory vào, thì bạn thấy là version 1 nó vẫn còn khá là cứng. Và trên là chắc chắn một điều là nó sẽ không thể bị bung ra được, nhưng cũng thế nên nó gây việc là hiện tượng chảy xước. Còn hiện tại như version 2 bạn thấy đấy, mình để đây thôi, mình hơi gạt vào là nó đã trượt vào luôn rồi, tức là nó thiết kế để nó mượt mà hơn. Nhưng mà về lâu về dài bị chảy xước không thì mình không dám đảm bảo được điều gì cả, nhưng về độ chắc chắn thì nó vẫn chắc chắn như version 1. Đây chính là file bell, mình rất tiếc vì không thể show bạn lên được cái phần đai ra. Như bạn thấy chi tiết thì nó sẽ giống như kiểu này. Thì không giống như là version 1 thì version 1 được bám sát với đạo cụ trong phim, vì thế nên hai phần dây bên này nó sẽ không thể được tháo ra và nó sẽ được gắn cố định hoàn toàn luôn. Về cái phần dây của CDM version 2 thì như bạn thấy đó là nó có thể tháo ra được. Mục đích chính mà bạn đã thiết kế tháo ra được đó là để khi mà cái phần driver nó được cất vào trong cái vali mà bạn đã xếp được sẽ bán ra thì hai phần dây này được tháo ra và thay thế bằng các dây thay thế để gắn trưng bày trên cái vali. Chứ còn thực tế ra Bandai cũng không thể nào thiết kế được một cái cặp dây mà nó vừa có thể đẹp, nó vừa có các khớp gấp ẩn để thể gấp vào trong cái driver mà trong cái vali mà nó vừa đeo được cho tất cả mọi người. Vậy nên là Bandai buộc lòng phải chơi kiểu là dây thay thế này thôi. Thế để thuận tiện cho quá trình kiểu review, bởi đơn giản là cái Ver 1 nó quá là cồng kềnh nên mình sẽ tháo các bộ phận của Ver 2 ra và chúng ta sẽ cùng so sánh từng bộ phận một. Và đây là mặt đằng sau của Ver 2 chúng ta cùng tháo ra. Mình cũng chưa từng tháo dây ra bao giờ đâu nên là hy vọng nó không bị chảy xước cái gì cả. Ok, trông khá mượt mà. Ok, và đây là khi mình tháo ra dây ra.
chúng ta bắt đầu đi cái cơ bản nhất thì đây chính là chân hậu của vơ 1 và đây chân hậu của vơ 2. Thì các bạn thấy là về mặt ngoại hình nó gần như là bê nguyên, anh mình nói thẳng ra là nó gần như bê nguyên. Nó có một sự thay đổi nhẹ một chút, đó là về các chi tiết thì nó được làm chi tiết hơn, có thể là vậy. Thì như bạn thấy là phần chân hậu của vơ 1 nó sẽ có một cái phần đường viền nó không được sơn, thì mục đích chính việc là để khi mà các gear nó được lắp vào ra cho lắp vào chỗ vị trí này ấy, thì nó sẽ cạo ở cái phần nhựa không được sơn, chứ thay vì nó cạo phần lớp sơn này thì nó dễ bị chảy. Đến vơ 2 thì nó được thay đổi một chút, đó là nó không còn lớp đường viền này nữa và nó sẽ sơn toàn bộ luôn. Và cũng chi tiết thì nó có sự thay đổi một chút như bạn thấy đây, và được làm thành kiểu là hình tròn nhiều hơn, là thay vì đây thì nó không giống hình tròn lắm nên là cũng hơi bị OCD một tí. Từ cái phần Cybercore thì nó đã bắt đầu có sự thay đổi khá là nhiều, như bạn thấy là về Cybercore của bản vơ 1 nó được thiết kế khá giống hình vuông, một phần hình vuông. Thì giờ nó thiết kế để nó kéo dài hơn và nó bóp lại vào hai bên, còn hai phần viền này được kéo dài ra hơn. Thì đây mình theo mình thấy là nó sẽ giống bản đặc vụ trong phim, nhưng mà thực tế đặc vụ trong phim thì là cái phần này theo mình nhớ ấy, là nó cũng không có nhô hẳn ra ngoài tới mức này đâu, mà nó sẽ thấp hơn một chút, nó chỉ tầm vào cỡ cỡ này thôi à, chứ nó không quá nhô lắm đâu. Nên là mình theo như mình đánh giá thì đây nó vẫn chưa thực sự giống full phim lắm đâu, nên là có thể là đến vơ 3 không chừng nó sẽ thay đổi lại cái thiết kế của cái Cybercore này. Về ngoại hình thì bạn sẽ thấy là cái phần vị trí này nó vẫn khá là giống cái Cybercore và cái Bearbuckle. Về chi tiết của các phần dây này theo như mình thấy là nó không có sự thay đổi quá là nhiều, nên là mình sẽ không bình luận thêm. Phần mà nó có được thay đổi tương đối nhiều nhất luôn đó chính là phần main buckle, thì này gọi là main body buckle là vậy. Bạn thấy là đến vơ 2 là được thay đổi một chút, đó là hai phần cột nhúng block phổ thông này thì nó được thiết kế để nó che đi các phần đường seam line. Thế các đường seam line của phần vơ 2 nó không có lộ nữa, như vơ 1 đây nó bị lộ khá là nhiều. Còn về cái phần chấu ở bên trong này thì nó cũng được thay đổi một chút, như bạn thấy đây bên trong này thì nó là một cái chấu hình đây hình thỏi hình thang à. Đây vẫn là hình thang nhưng nó được làm bé hơn, nó chỉ có một chấu bé bé thôi. Còn các chi tiết thì nó cũng tương đồng nhau thôi, không có gì thay đổi nhiều mấy. Bên trong hốc này được sơn vào vơ 1 thì nó không được sơn, còn vơ 2 được sơn metallic màu xanh. Cái này thì theo mình công nhận đúng là nó giống trong phim hơn thật đấy. Còn về các chi tiết này thì theo mình thấy nó vẫn tương đương nhau thôi, chẳng qua tỷ lệ nó có vẻ thay đổi một chút. Còn đây phần mặt dưới của cái vơ 1 và vơ 2 thì như bạn thấy đó là vơ 1 thì nó trông như này và vơ 2 thì nó được thiết kế này. Cá nhân mình thì mình cũng không thể biết được đó là cái nào mà cái giống phim, thì mình chỉ có thể nói đó là vơ 2 có thể giống phim. Chứ còn thực tế ra chúng ta chưa bao giờ được xem chi tiết của cái đạo cụ trong phim là nó sẽ trông như nào, nên là cái này Bandai nó thay đổi thì mình cũng không thể biết được. Về mặt đằng sau thì bạn thấy đó là vơ 1 và vơ 2, thì vơ 1 nó có các chi tiết như kiểu này. Thì nó có các chi tiết này một phần là bởi vì là nó không phải tháo ra, chứ không như vơ 2 thì vì nó có các chốt để tháo ra nên là các chi tiết này nó không có. Nhưng bù lại thì điểm vơ 2 đây là nó sẽ tắt, nó xóa được các phông chữ như là Bandai hay là Made in bao năm bao nhiêu hay là Made in China các thứ. Chứ còn không giống đấy thì vơ 1 nó vẫn sẽ còn, chứ nó không mất đi được. Về các chốt hay là các bị lắp pin thì mình thấy nó vẫn tương đối với nhau thôi, không có gì nhau mấy đâu. Chi tiết khác cuối cùng mà mình phải công nhận đó chính là ở cái phần này, mình không biết đây phần này gọi là phần gì, thì như bạn thấy là nó sẽ được bám lại từ bản DX, và bản DX thì nó lại được phóng to lên bản CS. Vậy nên là chúng ta đến vơ 2 thì nó được làm thiết kế cho cái phần cục này, nó được làm cho giống phim hơn, thực ra giống nhất trong phim rồi, chúng mình không còn bàn cãi gì nhiều thêm. Không biết là đến vơ 3 thì nó sẽ giữ nguyên thôi, nó không thể đâu vì đây đã giống lắm rồi. Còn về các chi tiết bên trong thì cũng không thay đổi gì nhiều cả, nó vẫn y nguyên thế thôi. Và giờ thì mình sẽ thử mix các phone với nhau. Thì tất nhiên là bởi vì cái phone của bản vơ 1 và vơ 2 đã được chung khuôn với nhau, vì thế nên là việc là cái phần rãnh ở trong này nó bắt buộc nó phải giống nhau để nó kết nối được. Vậy nên là nếu bạn mix thì vẫn thể, thế đây chính là phone vơ 2 như bạn thấy đây, còn phone vơ 1 mình thì nó trông chảy xước kiểu này. Rồi thì mình sẽ thử lắp cái phone vơ 2 vào trong kia vào cái driver thay cái bell của vơ 1 thì sẽ như nào. Về cơ bản thì khớp nó phụ thuộc vào trong cái phone, cho nên là độ cứng thì nó không thay đổi gì cả, lắp vào vẫn ok thôi, không vấn đề gì cả. Ok, và lắp vào không vấn đề cả luôn vì khớp cứng nó nằm trong này. Còn độ lỏng thì do cái phone này nó vơ 1 nó bị lỏng rồi nên là nó không chắc chắn được lắm. Và kế tiếp thì nó chính là file shot holder. Thì như bạn thấy là về hình, kích thước ngoại hình các thứ và chi tiết nó gần như bê nguyên, nó không có sự thay đổi gì cả. Và theo những cái như mình thấy thì có vẻ thực sự nó cũng chẳng cần thay đổi cả, nó chỉ có như này được rồi. Nếu như mình muốn ấy, thì có lẽ là việc nó sẽ bỏ bớt hai phần chi tiết bên trong đi, nó cạ vào cái phần lớp sơn. Như bạn có thể thấy thì con vơ 1 này của mình nó đã bị chảy xước phần góc này. Điều này thì bởi vì do nó được bị cạ vào nhiều thôi thì nó sẽ bị chảy thôi, nó cũng không. Chứ ngày xưa mình tưởng nó sẽ có cái khớp để nó giữ lại nhưng mà không, thực tế nó chả có khớp được cả.
À, đây là cái side buckle V2, còn đây là holder V1. Như bạn thấy là vào rất là ok, không vấn đề cả. Đây là cái bell buckle ở bell buckle của V2 luôn, lắp vào vẫn khá là ok, không vấn đề cả luôn. Vậy đây là chắc mình không cần phải test cái holder của V2 với cái đống V1 đây nhỉ, vì đơn giản là bọn nó chung khuôn rồi. Bây giờ sẽ là file camera hoặc là file shot tùy bạn gọi. Về phần màn ngoại hình cũng như kích thước thì theo mình thấy nó tương đồng nhau thôi, nó không có sự thay đổi nhiều mấy về các chi tiết nữa. Điều mà có lẽ người ta thêm thắt cuối cùng thì có lẽ là phần ống các chữ này, thì bên V1 là có vẻ nó chữ to hơn chứ không như V2 làm bé chữ hơn à. Mình đoán là điều này để nó bám sát với đạo cụ trong phim hơn, hay gọi là đồ ngoài đời hơn. Đồ ngoài đời đúng là mấy cái chữ này nó bé chứ nó không to đùng như kiểu này. Mình không hiểu đây là V2 nó bị gì hay là đây là phần mờ, thì cái phần ống nhựa clear chỗ này nó bị làm khá là mờ chứ nó không có trong như cái V1 như bạn thấy đây. Còn về một số chi tiết như được slim line thì trên này có vẻ không thay đổi nhiều mấy, và cạnh này nó cũng không có sự thay đổi quá là nhiều, nhưng mà phần dưới này thì đúng là nó có sự thay đổi một chút. Thì bạn thấy phần slim line khá là vô duyên ở cái vị trí của cái holder V1, nó được lấp đi, thì đến V2 được bị lấp đi hoàn toàn luôn, trông nó khá là đẹp. Số chi tiết như là ở phần này thì người ta được sơn, mình không biết đây gọi là người ta kẻ, nói chung người ta kẻ thêm line màu trắng này nữa để bám sát chi tiết hơn à, có thể là vậy. Còn V1 thì nó hoàn toàn không có. Như bạn thấy đây thì cái phần đường nhựa khi nó cào ấy, nó sẽ cào vào nó xước cái phần này. Còn đây V2 thì mình chưa nhét vào trong cái driver, mình vẫn chưa nhét vào trong holder nên nó chưa bị xước thôi. Nhưng mà nếu để lâu dài bạn chơi thì nó sẽ bị xước. Còn về mặt sau thì V2 có vẻ nó được sụp tất cả vào nhựa nhám, cho nên tất cả bề mặt đều khá ok. Chứ không như V1 đây thì nó vừa nửa nhám và nửa nhựa bóng, cho nên là trông hơi bị bẩn. Nếu để chế xước nhiều nó trông khá là bẩn. Mười mặt ống kính bên trong này thì nó cũng sẽ đổi luôn, đó chính là V1 thì nó ống kính nó là đường hình chữ nhật, còn V2 thì nó chỉ có ống kính hình trụ ấy thôi. Ngoài ra các chi tiết tứ đều không thay đổi gì kiểu. Hiện nó sẽ có hai chế độ, đó chế độ có thoại và chế độ không có thoại. V1 thì tất nhiên nó chỉ có duy nhất một chế độ, đó chế độ không có thoại. Ok, rồi lướt qua phần file pointer à. Thì đây là cái cục mà mình không biết đây cục này có tên là gì, thì mình sẽ gọi nó là cục connector đi. Thì như bạn thấy là cục connector của V1 và V2 đều không có sự thay đổi gì cả, hay nói khác nó được lột y nguyên cái khuôn chung, và đồ slim line thì nó vẫn sẽ y nguyên chứ nó không có thay đổi gì cả mấy đâu. Ok, đấy, đường thậm chí đường cục ghẻ đây nó vẫn còn chứ nó không mất đi, khá là cay. Kiểu dù sao đây cũng chỉ một phụ kiện đi kèm thôi, nhưng mà mình cũng có lẽ mình đòi hỏi hơi quá về điều này. Có thứ cũng không được thay đổi đó chính là cái phần file motor led holder này, mình bịa ra thôi chứ mình không biết đây là phần gì. Nói chung đây là một phần của cái bộ giáp của file rồi nên không nói. Về chi tiết thứ thì nó việc bám y xì nguyên, nó không có sự thay đổi mấy. Như bạn thấy thì có đây đó là V1 và đây là V2, thì V2 ngoài việc nó mới ra chứ nó cũng không có sự thay đổi gì kiểu mấy luôn. Các chi tiết thì đều y nguyên vị trí, y nguyên luôn với cách bố trí của ngoài ra có phần nhựa này được thay đổi màu thôi, còn tất cả chi tiết đều y nguyên hoàn toàn. Ngoài ra thậm chí để cho nó y nguyên hơn đấy thì như bạn thấy là phần V1 thì bạn thấy phần này nó không được sơn, còn V2 thì nó được sơn. Hay mình không biết là đây có phải là nó ba đai nó lười không, nhưng về cái khuôn như phần này nó không được hình tròn. Đây mình show bạn xem, bình thường là các lỗ rãnh của V2 nó phải tròn vào trong như kiểu này, trong những cái bản vẽ của mình. Mình vẽ bắc cổ mình cũng vẽ theo ống cái hình tròn kiểu này, nhưng mà V1 thì nó có đã không tròn rồi, đến V2 nó vẫn bê nguyên, nó không tròn, mà đây thậm chí nó còn chả thèm sơn, nó thậm chí còn chả thèm masking, đây thậm chí nó sơn thẳng đây luôn, nên chỗ phần này mà bị chảy là xác định, nó nhìn rất rõ. Kế tiếp đến đó chính là file monitor, là một phần gear khá quan trọng. Về chi tiết các thứ của gear file monitor thì theo mình đánh giá đó là nó được bám y nguyên, nó không có sự thay đổi quá là nhiều. Chi tiết có thể nó khác một chút đó là chi tiết sơn. Thì như bạn thấy là ngày xưa là phần V1 lên nó sẽ có một cái phần chấu nó lồi ra, mục đích chính là để nó cho có thể một số ống nào bị mù, nghe có vẻ hơi đụng chạm một tí, nhưng mà với các bạn thì nó sẽ đánh dấu kiểu bên mà không có nút thì nó đang nút tắt, có bên có nút chấu nó lồi lên thì đấy nút bật lên. Còn về cái V2 thì nó di chuyển một chút, đó là nó sẽ ở đây màu đen, và nên phần này nó sẽ được nó sẽ không có chấu vô duyên đấy nữa. Một điểm cải tiến cũng phải gọi là khá là ok, mặc dù là tuy không cần thiết lắm nhưng mà cao cải tiến thì vẫn khá là ok rồi. Bên cạnh này bạn thấy một số chi tiết sơn, thì như bạn thấy đó là về phần biểu tượng của file của tập đoàn Smart Rain thì nó làm bé hơn. Mình không biết đây là để bám sát độ cũng trong phim nên nó phải làm bé hơn nữa. Còn về một số chi tiết nữa thì có lẽ là phần hai phần nút này, phần này ngày xưa là màu bạc, ở đây nó không được sơn đen, đây là một sơn đen rồi. Chắc bám sát trong phim hơn, mình cũng thấy khá ok điều này. Ngoài ra thì về mặt trên cũng không có sự khác biệt mấy. Về ngày xưa thì V1 đây nó sử dụng bằng nhựa bóng nên nó sẽ bị chảy, còn sang V2 thì nó dùng bằng nhựa nhám, nó vẫn chảy nhưng mà nó sẽ
sờ nó sẽ sướng hơn à? Chắc là thế. Bên nút ở bên trong này thì cả với gear của Firefox và Firewater thì cái phần V 2 có vẻ nó để lộ cái phần màu bạc bên trong này khá là rõ. Còn V 1 thì nó dùng một cái phần chốt màu đen, thế là nó ít lộ hơn. Để sticker decal thì em thấy là V 2 được làm đẹp hơn. Mà có phần đen này thì V 2 là được sơn màu đen, còn phần V 1 thì nó kiểu lười masking ấy, thành ra nó sơn một phát cái màu chảo bạc đây luôn. Đấy. Còn về hệ thống camera bên trong thì bạn thấy là phần ống của Firewater V 1 là nó khá là bé, bởi vì đơn giản nó chỉ chiếu biểu tượng của file thôi. Còn sang V 2 thì làm to hơn một chút để nó chiếu được cái biểu tượng khi mà file tung ra cái file monitor ấy. Sẽ lấy cái V 1 này để nó lắp vào cái phần side và cái bell buckle của V 2. Thì đấy, ok, lắp vào khá là mượt mà, không vấn đề gì cả. Thì như thế mình sẽ không phải test lẫn cả hai bên nữa. Đây, thì như bạn thấy, gắn vào khá ok, cứng cáp. Ok. Tương tự như Firefox thì cái Firewater nó cũng sẽ có hai chế độ chơi, một là chế độ không có thoại và chế độ có thoại. Thì cái V1 ngày xưa nó chỉ là có chế độ bình thường thôi, bật lên thôi, nó không có thoại. Thang V2 đến tích hợp trên chế độ thứ hai, đó là chế độ có thoại. Rồi mình sẽ thử lắp qua cái file Mission Memory cháo hai bên thì nó sẽ nào. Thì mình có thể nói đó là rãnh của V1 được làm, V2 được làm khá là mượt, thế là dù mình dùng memory của V1 nó vẫn khá là mượt mà. Sang V2 thì nó sẽ kiểu nào nhỉ? Ok. Nó cứng hơn, bảo sao dễ bị cháy hơn. Nếu bạn quan sát kỹ phần rãnh thì bạn sẽ thấy đó là rãnh của V2 phần chấu trên này thì nó mỏng hơn chứ nó không có dày bằng cái V1 một chút thôi. Nếu đây là một chi tiết gọi là có thể gọi là cải tiến à. Tuy rất tiếc đó là mình không hề có cái CSM của file Excel V1 đây nên mình chỉ có V2 thôi. Nhưng mình có thể nói về chi tiết của ngoại hình của V1, V2 thì xét về phần mặt này mình không nhớ là phần này được dùng một nhựa đen nhám. Có lẽ V2 cải tiến nó dùng nhựa đen nhám, còn ngày xưa mình nhớ không nhập mình V1 nó dùng nhựa đen bóng. Cái này mình chỉ nhớ thôi chứ mình vẫn chưa được trải nghiệm qua nên có thể mình sẽ nói sai, nên là mong các bạn thông cảm. Còn về tính năng sẽ có một điều rồi là con này nó sẽ có tới thêm ba chế độ chơi, bốn chế độ chơi tất cả. Thế không như là V1 ngày xưa thì nó chỉ có đúng một chế độ chơi đó là startup, còn nút vào trên này sẽ bật hai bài BGM. Ở sang đến CM của V2 thì nó được chỉnh thành bốn chế độ nên là chơi khá ok. Mission Memory thì của file Excel thì nó được làm cho nó giống với phiên bản memory của cái file bình thường, của cái file Bayform thứ ấy. Ngoài ra thì nó cũng sự thay đổi quá là nhiều lắm. Mình rất tiếc mình đang không có cái V1 đây, nhưng mà nếu có thì về sau mình sẽ làm review sớm hơn. Bây giờ thì quá là phần các bạn mong chờ, đó là chúng ta sẽ thử mix các gear với nhau chơi sẽ như nào. Mình nghĩ là chắc là bạn đã một số bạn nào đang nghe thì bạn đã biết rồi và cũng đã có câu trả lời riêng mình rồi. Thì trong video này mình sẽ khẳng định lại một lần nữa, đó chính là gear của V1 nó sẽ chỉ tương thích với gear của V1 thôi, nó không thể nào tương thích với gear V2 và ngược lại thì gear V2 cũng không thể nào kết nối được với gear của V1. Và vì thế nên mình sẽ làm test nhanh một bài, đó chính là mình sẽ dùng cái file phone của V2 đây. Thì bạn thấy mình đã bật nguồn rồi, chúng ta cùng quá trình nghe xin. Mình thử trên cái driver của V1. Thế như bạn thấy đó là cái V1 driver nó được sáng lên. Thực ra nó sáng lên không phải là do là tia hồng ngoại gì cả, đơn giản bên trong này, bên chỗ phần này nó có một cái phần lẫy. Và vì thế nên là bất cứ khi nào mà phone của V1 thậm chí là tay bạn đè lên thôi, nó cũng sẽ đèn sáng lên thôi, chứ nó không có một cái sự gọi là bắt kết nối cả. Sang đến V2 thì phần chấu này nó vẫn sẽ còn. Tuy nhiên mình không hiểu là cái chấu này có tác dụng điểm gì, nhưng mà ít nhất bạn có thể thấy đó là cái phần V2 và driver của và hay bell của V2 thì nó có sự tương thích với nhau và nó kết nối hồng ngoại với nhau, còn đây thì nó không có. Kể cả khi bạn kéo phone này ra và hủy biến hình, thực sự mình rất là sót luôn bởi vì mình sợ bị phần này bị xước. Ok, và giờ hủy biến hình nhá. Hủy biến hình tất nhiên là phone này phần driver V1 nó không led sáng lên rồi, nhưng mà V2 thì nó sẽ có. Ok, thì đấy, đấy là cách mà nó sẽ cách nó sử dụng. Thôi ra cùng hết xin lại lần nữa. Đây mình vẫn sẽ dùng cái driver V1 thôi. Vậy thì câu hỏi đặt ra đó là nếu như cái phone của V2 nó không kết nối được hồng ngoại V1, vậy thì chúng ta thử exit shock thì nó sẽ như nào. Như bạn thấy là bình thường là cái driver phần này nó phải sáng lên khi bật exit shot, nhưng mà đây nó chỉ tương thích với cái phone của V1 thôi, chứ còn V2 nó không tương thích được nên nó không sáng lên. Còn này nó sáng lên được. Chúng ta thử lại lần nữa nhá. Đấy, nó sáng lên, còn bên này nó không là không sáng lên được. Chúng ta thử qua với cái các gear thì mình sẽ lấy tạm demo đó là file pointer. File pointer của V1 và đây là file pointer V2. Bật nguồn lên nào.
Ok, thì hai bên này vẫn tương thích nhau, tương giả với chung chốt lẫy. Bây giờ thì là chúng ta cùng test thử đó là hai con này nó kết nối với phone được không. Well, thì như bạn có thể thấy thì tất nhiên mình đã bật cái phone V2 ở cái chế độ có thoại rồi. Thế chắc một điều là bạn không thể nghe thấy âm thanh của V1 bởi vì là V1 không có thoại. Và tất nhiên là khi đèn sáng lên ấy, thì nó chỉ sáng ở V1 thôi, à V2 thôi, chứ còn V1 nó hoàn toàn không led lên, nó không lên được cái phần led của nó, khá là tiếc nhỉ. Cái con V1 ngày xưa thì nó khi bạn exit choke xong là nó sẽ phải tháo memory ra và lắp lại lần nữa. Thì do con này vẫn chưa được kích hoạt nên mình sẽ thử luôn với cái file Excel thì nó sẽ như nào. Mình sẽ tháo ra một lần nữa để cho bạn biết là nó đang hoạt động. Ok, nó đang hoạt động bình thường nhá. Con này mình không tháo ra. Rồi, chúng ta sẽ mình đã bật nguồn lên rồi nhỉ. À, thay chắc mình bật chế độ thoại luôn. Cái driver V2. Thì các bạn thấy là V1 ở đây là nó ngày xưa nó còn dùng cái hệ thống kiểu chốt lẫy này, không giống như V2 đây thì nó đang sử dụng một cái hệ thống gọi là cảm biến rồi. Vậy nên là dù bạn lắp phone V1 vào nó vẫn không sáng lên được, nó vẫn còn có phone V2. Và giờ thì mình sẽ thử qua cái gọi là file Excel. Thì mình đang không có file Excel memory V1 ở đây, nhưng mà mình nghĩ là các bạn đã xem của Rich, của anh Rich gì RINCH, thì anh đấy đã từng sử dụng cái phone của V2 và lắp memory Excel của V1 vào. Nhưng mà đây chúng ta chưa thử ngược lại. Và theo mình thấy có một số người bảo là thử ngược lại nó không thể vào được bởi vì nó khác khuôn, nó cứng. Nhưng thực tế ra thì không phải như vậy. Bạn vẫn có thể lắp cái phone lắp cái file Excel memory của V2 vào trong cái phone V1. Chẳng qua nó rất là cứng thôi. Do này mình nó đang bị kiểu lỗi bản lề ấy. Đây, thực ra nó rất cứng, thành ra nếu bạn dùng cái memory của V2 mà lắp vào thì nó sẽ kiểu nó chảy cái phần lớp sơn bạn đi ấy, thành ra tốt nhất là đừng. Ok, rõ ràng âm thanh của V2 nó to hơn V1. Rồi, chúng ta thử luôn. Đây, V1 hoàn toàn sáng lên, còn V2 không hề sáng lên được. Chúng ta test thử qua chế độ của file Excel. Tất nhiên là cái này chúng ta cần phải tháo ra và lại nữa. Ok. Ok, thì như bạn thấy đó chính là cái file pointer của V1 hoàn toàn không thể kết nối được với file Excel của V2. Ok, thì đấy tất cả gì mình sẽ nói về sự khác nhau giữa các V1 và V2. Mình không biết tương lai thì nó có ra V3 không, nhưng mà nếu có thì hy vọng mình sẽ có cơ hội được làm tiếp. Về tất cả thứ này thì đa phần mình nói về ngoại hình ở chính và cũng một số các chức năng. Mình sẽ không nói kỹ nhiều hơn về chức năng bởi vì mình đã từng làm trong các video review rồi. Nên là bạn muốn thì bạn có thể xem qua. Còn hiện tại thì mình nghĩ video đã quá là dài rồi. Nên xin chào và hẹn gặp bạn trong video.